chào các bạn. Năm 2020 chúng ta đã nhận được rất là nhiều mẫu tủ lạnh mới với thiết kế mới nè, công nghệ mới và cả tên gọi mới luôn. Vậy thì video ngày hôm nay hãy cùng Hân khám phá một dòng tủ lạnh của Panasonic vừa ra mắt cách đây không lâu. Điểm đặc biệt của dòng tủ lạnh NRBA9 này của Panasonic là nhỏ gọn, đa dạng về màu sắc và chiều lòng tất cả mọi không gian phòng dù đặt ở bất cứ đâu. Dòng NRBA9 này có 3 màu sắc cho các bạn lựa chọn. Màu xám bạc có mã là NRBA189BBVN với dung tích là 167 lít. Mẫu màu xanh rất đẹp và có mã là NRBA189BAVN cùng dung tích với mẫu màu xám. Và cuối cùng là mẫu màu đen NRBA229BKVN dung tích là 188 lít. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ba sản phẩm này là mẫu 188 lít có thêm hộp ướp lạnh và hai khay chứa đồ ăn ở ngăn lạnh. Còn hai mẫu 167 chỉ có một khay. Ngoài ra thì cả ba mẫu này đều có thiết kế ngăn đá trên truyền thống và tương tự về tính năng. Và bên cạnh hơn đây chính là mẫu NRBA189BBVN với màu xám bạc tươi tắn. Tủ này có dung tích là 167 lít và theo lý thuyết á thì nó sẽ dành cho gia đình khoảng từ 2 đến 3 người. Nhưng mà nếu như bạn sống một mình nhưng mà có thói quen là trữ nhiều đồ ăn để sử dụng lâu dài á thì cái tủ này nó không có quá to đâu, phù hợp á. Phần tay nắm cửa trên và dưới được thiết kế âm và đặt gọn gàng ở phía bên trái tủ. Mình có thể mở ra, đóng vào rất là dễ dàng, không phải tốn nhiều lực. Rồi bây giờ Hân sẽ mở hai cửa tủ ra để chúng ta khám phá bên trong nha. Ngăn đá còn lại. Đó thì bên cửa tủ á, thì có những cái khay này nè tháo rời được cho nên là dễ dàng vệ sinh. Và đây không phải là một điều gì đó quá mới lạ và hầu như là tủ lạnh nào cũng có, cho nên là sẽ lướt sơ qua thôi nha. Mình có hai khay trên ngăn đá, ba khay dưới ngăn lạnh, trong đó thì khay trên cùng đi kèm một vị trứng rời có thể đựng được 8 quả trứng. Bên dưới là khay cao để cho những chai nước cao và cuối cùng là khay hẹp hơn dùng để đựng hộp sữa hoặc là lon nước ngọt, lon bia chẳng hạn. Và theo kinh nghiệm của Hân á thì cái khay này nè nó đựng được khoảng 4 chai nước 1 lít. Còn khay dưới á là đựng được khoảng 5 lon bia. Mà 5 lon bia thì nó phù hợp với lại hai người nhậu sương sương luôn các bạn. Hợp lý luôn. Bên trong ngăn lạnh có một đèn led để mình có thể dễ quan sát khi lấy đồ. Và phần đèn này được đặt kéo dài theo thành tủ, cho nên á, ánh sáng của nó mang lại nó trải đều khắp tủ, không có bỏ sót cái ngóc ngách nào hết. Đặc biệt là buổi tối á, khi mình cần lấy nước nè, hoặc là cần lấy cái gì đó sâu bên trong á thì rất là tiện lợi và dễ dàng luôn. Và để hỗ trợ cho việc lưu trữ đồ thì mình sẽ có một khay kính cường lực có thể chịu được tối đa khối lượng là 150kg ở đây. Và các khay kính cường lực này nè các bạn vẫn có thể lấy ra được để chúng ta vệ sinh giống như là nhiều tủ lạnh khác nha. Tuy nhiên á, theo Hân thì lấy ra thì nó hơi khó khăn tí xíu, các bạn phải cẩn thận một tí. Hân có đặt một tủ lạnh nó khá nhiều đồ ăn và nhìn vào thì các bạn có thể mường tượng được là cái sức chứa của nó. Nhìn thì có thể không có lớn đâu, nhưng mà khoảng 3 đến 5 ngày thì dư sức. Không chỉ là chứa thịt cá đâu thôi nha, cái ngăn rau củ quả của tủ lạnh này nó cũng rất là lớn luôn, tha hồ mà chứa nè. Và theo như Hân thấy á, thì cái ngăn này nó có thể chứa được khoảng từ 2 đến 3 kg rau, trái cây, củ các loại. Và dĩ nhiên là vẫn phải là xem xét bạn mua trái cây gì hay là rau gì. Cái trái mà nó càng bự á, thì diện tích nó chiếm sẽ càng lớn. Đặc biệt là ví dụ như bây giờ mà mua trái dưa hấu đi thì chứa chắc được khoảng trái. Và với một lượng thức ăn nhiều như vậy thì chúng ta còn phải lưu ý nhiệt độ bên trong của tủ nữa. Bộ điều khiển nhiệt độ của ngăn lạnh được đặt ngay dưới đèn led và tùy vào lượng thức ăn bên trong và thời gian lưu trữ mà mình sẽ cần lưu ý điều chỉnh cho phù hợp. Ở đây mình có 3 mức nhiệt độ trên núm vặn. Thông thường nếu lượng đồ ăn chỉ khoảng 1 đến 2 ngày thì có thể bạn chọn mức 2. Lúc này nhiệt độ xấp xỉ khoảng 3 đến 5 độ C. Nhiều đồ ăn hơn thì vặn sang phải, mức 3 sẽ giảm 2 độ so với mức 2, tức là khoảng từ 2 cho đến 3 độ C. Còn mức 1 là mức cao nhất, nhiệt độ đạt khoảng từ 5 đến 7 độ C và chỉ áp dụng khi trữ thực phẩm ít. Đó là đối với ngăn lạnh thôi nha, còn với ngăn đá thì bản điều khiển đã ở trên này và nó có dạng nút gạt. Mình cũng có 3 mức nhiệt độ cho ngăn đá này và cách hoạt động của nó cũng tương tự như ngăn lạnh. Khi cần trữ nhiều đồ đông lạnh thì mình sẽ chỉnh sang bên phải, vừa đủ thì chọn mức bình thường và ít đồ thì gạt sang trái. Nhìn cái lượng đồ ăn và thịt cá trong tủ hiện tại thì các bạn đủ hiểu là Hưng đang để nhiệt độ ở mức bình thường đối với ngăn đá. Và để tăng diện tích của ngăn đá lên thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần lấy cái hộp làm đá này ra. Và cái cảm tình của Hưng dành cho khay đá này nó khá là mong luôn các bạn. Đánh giá cao cái việc là nó di động để mình có thể thoải mái mở rộng cái không gian này ra để lưu trữ đồ. Nó còn có cả khay đựng đá bên dưới nữa các bạn. Cho nên là khi đá đông thì mình chỉ việc là bẻ đá thẳng xuống khay này thôi. Còn khuyết điểm á là cái khay đá này nó khá là nông, cho nên là không có chứa được bao nhiêu đá trơn á. Mà muốn bẻ đá ra thì phải lấy luôn cái khay này. Đó, vậy nè, hơi bất tiện. Cho nên là không biết khen hay nên chê luôn. Mà tiếp nữa nha, cho đá vô kiểu này nè, rất là dễ bị ám mùi thịt cá luôn các bạn. Và có một vấn đề mà Hưng tin chắc rằng là chúng ta rất là hay mắc phải, đặc biệt là khi sử dụng những cái dòng tủ lạnh cũ á, là ngăn lạnh hay bị ám mùi và nó có mùi khó chịu sau một thời gian dài sử dụng. Và những dòng tủ lạnh mới của Panasonic đã khắc phục được tình trạng này nhờ công nghệ AgaLink.
Nhờ sở hữu công nghệ AG liên với các tinh thể bạc AG cộng có chức năng là kháng khuẩn, nấm mốc, loại bỏ mùi hôi ảnh hưởng đến sức khỏe và trả lại bầu không khí trong lành, mang đến cảm giác thoải mái cho bạn khi sử dụng. Ngoài sợ vấn đề về mùi hôi và mùi khó chịu ra thì Hưng còn sợ tốn điện nữa các bạn. Đặc biệt là giống như Hưng nãy giờ nè, khi xài tủ lạnh đó mà cứ mở liên tục ra, hoặc là các bạn chúng ta hay có thói quen là lấy nước, lấy đồ ăn liên tục nhiều lần trong ngày thì hóa đơn tiền điện lúc nào cũng sẽ tăng cao đó. Nhưng mà với công nghệ Econavi và Inverter thì tủ lạnh của Panasonic này phần nào giải tỏa được cái nỗi lo về tiền điện đó. Econavi sẽ giúp cho tủ lạnh tự động điều chỉnh được nhiệt độ làm lạnh phù hợp, đảm bảo cho thực phẩm vẫn giữ được độ tươi ngon mà không gây tiêu tốn quá nhiều điện năng. Công nghệ này sẽ giúp cho tủ tự động nhận biết thói quen, nhiệt độ trong ngoài môi trường và ghi nhớ tần suất đóng mở cửa tủ, tự bù lại lượng nhiệt hao hụt. Ngoài ra, cảm biến nhiệt độ bên trong và bên ngoài còn giúp duy trì và tự động điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp. Khi kết hợp cùng công nghệ Inverter thì ngoài khả năng tiết kiệm điện ra, tủ còn vận hành một cách êm ái, bền bỉ, không gây tiếng ồn, khó chịu. Công nghệ làm lạnh Panorama độc quyền từ Panasonic cũng có khả năng làm lạnh nhanh đa chiều bằng cách đưa luồng khí lạnh thổi nhanh đồng đều khắp các ngóc ngách trong ngăn chứa. Nhờ vậy mà thực phẩm được cấp đông đầy đủ, bảo quản trong điều kiện tốt nhất mà vẫn tiết kiệm điện tối đa. Nếu như mà so sánh công nghệ của dòng tủ lạnh NRBA9 này với các dòng tủ lạnh khác của Panasonic thì nó không có gì nổi bật hết. Nhưng mà xét kỹ hơn về tầm giá nè, thiết kế và cũng như là khả năng chữ đồ thì đây là sự lựa chọn rất đáng cân nhắc. Không phải là chiếc tủ lạnh dung tích nhỏ 167 lít nào cũng có ngăn đá và ngăn rau củ lớn, thích hợp cho gia đình từ 2 đến 3 người mà lại có nhiều lựa chọn về màu sắc như là NRBA9. Và nếu như nha các bạn chúng ta có một căn phòng bé xinh xinh nè, được trang trí theo một gam màu nhất định mà cần một chiếc tủ để làm nổi bật căn phòng đó thì đây là chiếc tủ lạnh rất là đáng để cân nhắc đó của Panasonic nha các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.